Xin kính chào tất cả các con đang theo dõi video miền Nam ngày 25 tháng 9 năm 2024. Chiều ngày hôm nay 24 tháng 9 là miền Nam trên kênh nói về cuộc tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 25 tháng 9 trên đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đài Đồng Nai mình dự đoán các cặp đôi 0220. Đài Cần Thơ mình dự đoán các cặp 1661. Đài Sóc Trăng mình dự đoán các cặp 0990. Bà con hãy tham khảo. Chúc bà con có nhiều may mắn.